Vâng, thưa chị, xin chào toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại kênh YouTube Thiền Định TV. Hiện tại hôm nay đang là buổi chiều ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 tại dự án Vinomotion Park Gia Lâm. Thì bây giờ thì tại Vinomotion Park đã có một lượng cộng đồng cư dân rất là đông rồi quý anh chị ạ. Xe cộ bây giờ thì quá là đông, đặc biệt là xe ô tô thì bây giờ cái vấn nạn gọi là để xe ô tô, gửi xe ô tô đang là vấn nạn tại các cái tòa chung cư tại Sapphire. Sapphire là một cái phân khu thì chỉ có một tầng hầm để xe thôi. Chính vì vậy mà hiện tại các cái slot đậu xe nó đang thiếu rất là nhiều. Chính vì vậy mà xe để trên mặt đường thì hiện tại là chủ đầu tư khóa hết của chị nhá. Mà bắt buộc chúng ta phải cưỡi xe trên nhà để xe 5 tầng này. Đấy. Nói chung là bây giờ mọi người vào mà mua chung cư ấy thì chúng ta cũng nên để ý cái slot gửi xe. Bên trái chúng ta là tòa S201. Thiên Định cuối tuần thì Thiên Định xin phép được chia sẻ cũng như review một một vòng khu đô thị Vinhome Ocean Park của chúng ta nhé. Vừa đi thì Thiên Định cũng vừa trò chuyện cũng chia sẻ đầu tư về dự án Vinhome Ocean Park 3 đúng không ạ? Vinhome Ocean Park 3 thì về cái mức giá sang tuần thì chắc chắn là sẽ có mức giá chính thức nha quý chị nha, và sẽ mở bán nhận cọc chính thức, còn hiện tại thì đang cọc thiện chí. Thì với cái những cái chính sách đưa ra là chủ đầu tư sẽ cam kết thuê lại đúng không ạ, cam kết thuê lại đối với những cái căn mà đã hoàn thiện thuê lại với cái lợi nhuận là 6%, 6% một năm và thuê liên tục trong vòng 5 năm, cộng với nữa là sẽ mua lại đúng không ạ, mua lại sau 5 năm cam kết với lợi nhuận ít nhất là 30% trong vòng 5 năm. Đấy. Thì coi như là đây cũng là một trong những cái chính sách mà tạo được cái niềm tin cũng như là tin tưởng của khách hàng đúng không ạ? Mua vào thì không bị lỗ. Ví dụ như bây giờ mà Thiên Định chia sẻ luôn mà về cái giá mà Thiên Định vừa mới mới thông tin, và chủ đầu tư cũng cũng là vừa vừa mới mới đưa ra cái mức giá rumor thôi, chưa chính thức. Nhưng mà nếu như mà với cái mức giá mà chính thức đưa ra mà giá mà thấp và ngang ngang với giá Zumo thì thực ra là giá của Vinhome Ocean Park 3 nó còn tốt hơn Ocean Park 2. Đấy, là giai đoạn 3 của chúng ta này, sắp tới mở bán này nó tốt hơn, chính sách còn tốt hơn. Đấy, tại vì sao là cũng có một số các cái thông tin giá Zumo giá dự kiến rồi đúng không ạ? Nhưng mà chưa chính xác thì chúng ta cũng phải đợi đợi cái mức giá chính xác đưa ra thì chúng ta mới nói chuyện được. Còn nếu như hiện tại bây giờ Thiên Định đang chia ra với cái giá thu mua, cái giá dự kiến nó chỉ rơi tầm đâu đó tầm khoảng 125 triệu, 123, 125, 130, 135 triệu một mét, và áp dụng những cái chính sách nó ưu đãi hơn, thì như này thì hầu như là những người mà mua Ocean Park 2 là coi như là toang. Coi như là về mua sau mà cái chính sách của giá tốt hơn thì đúng là toang thật luôn chị ạ. Đấy. Thì những người đầu tư, những người mà đặc biệt là cái quỷ gọi là quỷ mua buôn hiện tại bây giờ chuẩn bị ra hàng nữa cơ. Cái quỷ mua buôn này, sắp tới đây là chuẩn bị ra hàng như của bên Vietinbank đúng không ạ? Vietcombank, Techcombank, BIDV. Đấy, những cái quỷ mua buôn, những cái quỷ của bên ngân hàng hiện tại vẫn còn chưa ra hàng thôi chị ạ. Tại vì những cái đấy là hầu như vẫn 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 đang đang chưa được 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 sang nhượng sang tên, mà bây giờ nếu mua chỉ mua vi bằng thôi. Đấy, cho nên hiện tại là cái số lượng căn của các ngân hàng hiện tại còn rất nhiều. Đấy, mà bây giờ là Ocean Park 3 mà ra với cái mức giá mà không gọi là không, thiết định nghĩ là nó phải ra mức giá cao thì là nó sẽ làm nền cho Ocean Park 2 bán được. Mà nếu mà đưa ra cái mức giá mà thấp đấy, mà đưa ra cái chính sách như thế thì chúng ta đầu tư cũng rất là ok. Tại vì sao là gọi là riêng cái việc mà sắp tới
thị trường bất động sản như nào thì mình gọi là cũng chưa có thể biết được, đúng không ạ? Chưa biết là có thể tăng được hay không. Nhưng bây giờ chủ đầu tư cam kết là lợi nhuận gọi là 30, gọi là lợi nhuận 30%. Nếu bây giờ chúng ta bỏ ra 10 tỷ, đúng không ạ? Chúng ta bỏ ra 10 tỷ thì tầm 5 năm sau đấy, chủ đầu tư sẽ mua lại với chúng ta với cái mức giá là 13 tỷ, đúng không ạ? Thì thực ra là chưa biết là tình hình thị trường bất động sản như nào, nhưng mà thứ nhất là chúng ta có một cái sự đảm bảo từ chủ đầu tư, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng gọi là không còn phải lo lắng là mua vào sợ lỗ rồi, mà đặc biệt là những cái sản phẩm gọi là lại còn hỗ trợ thuê lại đấy, với cái mức lợi nhuận là 6% trên một năm, như vậy thì nó cũng rất là ok đấy. Thì đây là một cái bài toán mà Thiên Định thấy là cũng là có xu hướng đầu tư rất là ok đấy. Tại vì bây giờ lãi suất ngân hàng gửi vào thì chắc chắn là bây giờ gửi ngân hàng chúng ta gửi ngân hàng ok, gửi ngân hàng nhưng mà thứ không an toàn, đúng không ạ? Tiền chúng ta bỏ vào bất động sản là một cái tài sản nó an toàn nhất, bỏ ngân hàng nó rất là không an toàn. Thứ hai là lạm phát, đúng không ạ? Thứ ba là không có giá trị tiềm năng tăng giá cao. Đối với bất động sản thì chúng ta bỏ vào, nhưng mà gọi là với đây chủ đầu tư cam kết 30%, nhưng mà trong một khoảng thời gian 5 năm đấy thì có thể là bất động sản có thể tăng 50, đúng không ạ? Hoặc là tăng lên 60% gì đấy. Đấy. Nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ nhận được cái mức gọi là lãi suất nhận được cái mức lợi nhuận là 30% là rất là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đây là một cái bài toán mà đưa ra. Chứ bây giờ Thiên Định đang nghĩ rằng một điều như này. Thiên Định cũng không hiểu đấy, nếu như thị trường bất động sản mà không khả thi, nếu như thị trường bất động sản chậm lại, đúng không ạ? Thì lúc đấy là mọi người bán hết lại cho chủ đầu tư thì làm sao nhỉ? Kiểu như mọi người không mua nữa, mọi người lúc đấy bắt buộc chủ đầu tư lại phải mua lại. Đấy, cái bài toán đấy là cũng hơi căng đấy, không biết là như nào. Và Thiên Định cũng chia sẻ luôn là tất cả nó sẽ đều có giấy tờ ký kết đàng hoàng nha anh chị nhá. Chủ đầu tư sẽ ký kết văn bản đàng hoàng, đúng không ạ? Có phụ lục kèm theo, có hợp đó, có trong hợp đồng luôn, cho nên coi như chúng ta không phải lăn tăn là sợ đến lúc đấy là sợ chủ đầu tư không mua lại, hoặc là chủ đầu tư cam kết mua, hoặc là nhưng mà 5 năm sau lại không mua lại này kia. Nhưng mà tất cả nó đều có cam kết giấy tờ đàng hoàng hết, có công chứng rõ ràng nha quý chị nha. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta mua thì chúng ta không được lướt cọc cơ, không được chuyển nhượng cọc. Ví dụ như chúng có như mua mà chúng ta lướt cọc là coi như là chúng ta không được chủ đầu tư cam kết mua lại nữa. Đấy, mà chúng ta bắt buộc khi chúng ta mua vào chúng ta đã cọc là coi như chúng ta mua luôn, xác định đã mua là mua. Đấy, và sau 5 năm sau là có quyền gọi là bán lại. Còn không thì chúng ta không gọi là khi mà chúng ta đã không áp dụng gọi là mà người ta của như người ta lướt cọc xong mà lại, cho nên gọi là cái ông hầu như là nó sẽ không có cái tình trạng lướt cọc ở dự án Vinhomotion Park 3 đâu anh chị nhá. Đó là cái điều chắc chắn luôn, 100% không có trường hợp nào lướt cọc được. Đấy, gọi là lướt cọc trừ khi những cái vị trí cực đẹp. Đúng không? Nó có tính thanh khoản cao, tăng lợi nhuận phải đến bao nhiêu phần trăm đấy. Bây giờ cả 100% ví dụ như có thể chênh lên rất cao đấy, thì cái đấy là hầu như là những người mua sử dụng thật, mua dùng đấy, thì là với lướt cọc với cả là bán chuyển nhượng. Còn hầu như là mọi người đã xác định mua vào mà với chăm chăm với cái mức lợi nhuận ít nhất 30% thì chúng ta bây giờ chúng ta không, hầu như không có lướt cọc. Cho nên là để mà tạo được sóng Vinhomotion Park 3 rất là khó đấy, và nó ở đây là nó sẽ dành cho những người gọi là thực sự có tiền. Đấy, và chúng ta hiện tại thì chúng ta chỉ bỏ vào 30%, đúng không ạ? Ngân hàng hỗ trợ. Đấy. Thì từ hỗ trợ ngân hàng sẽ hỗ trợ từ 40-70% tùy. Thì ở đây thì Thiên Định nghĩ rằng là với dự án Vinhomotion Park 3 thì với cái chính sách đấy thì sẽ thu hút được, cũng sẽ thu hút được khách hàng. Nhưng mà chúng ta phải mua những vị trí gọi là cũng phải tương đối đẹp, nó phải có cái tính thanh khoản cao, đúng không ạ? Rồi nói chung là đối với dự án Vinhomotion Park 3 thì tại vì số lượng căn nó cũng khá là nhiều, nó cũng tầm khoảng 8-9.000 căn thôi chị ạ, 8-9.000 căn, và hiện tại Ocean Park 2 bán chưa hết. Thì thực ra là Thiên Định thấy là chủ đầu tư mà cam kết mua lại với mức tầm lại lợi nhuận gọi là năm sau 5 năm mà tầm lợi nhuận 30% là cũng chủ đầu tư là cũng ngay đấy, cũng mạo hiểm đấy, thật sự luôn. Nếu như mà sóng bất động sản tăng lên, đúng không ạ?
với cái sóng tăng lên thì gọi là thiên định kỳ là nó với cái mức lãi suất à, mức lợi nhuận tầm 30% không là gì. Sợ nhất là thị trường bất động sản nó vẫn cứ đứng im và đi ngang ấy. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chắc chắn là chủ đầu tư sẽ, nếu như mà chủ đầu tư đã cam kết như vậy thì bắt buộc chủ đầu tư phải làm sóng, đúng không ạ? Phải tạo thị trường, phải làm sóng, phải khuấy động thị trường. Đấy, để làm sao để cái thời điểm đấy nó phải có sốt. Đấy, nó phải có, cho nên là chủ đầu tư đã cam kết rồi là chủ đầu tư sẽ có giải pháp. Thiên định chiên chắc rằng là tất cả nó sẽ đều có gọi là cái sự tính toán và cái những cái bài toán nó rõ ràng, đúng không ạ? Lợi nhuận, đối với lợi nhuận 30% với cái thời điểm mà đã sóng nó không là cái gì hết. Đấy, và cái thời gian cũng khá là dài, tương đối dài, tầm 5 năm thì coi như là 30% là coi như là mỗi năm là mức lợi nhuận chúng ta thu về sẽ được là tầm 6% một năm, đúng không ạ? 6% một năm, thực ra là với cái mức lợi nhuận đấy mà chúng ta tính toán thì thực ra là về cái việc mà lạm phát, đúng không ạ? Lạm phát nó đã bình thường, lạm phát đã từ 10 đến 12% rồi. Đấy, mức lạm phát nó đã vô cùng khủng khiếp rồi. Đấy, cho nên là với cái mức lợi nhuận tầm 6% một năm thì nó cũng không phải là cao. Đối với những nhà đầu tư mà lão làng, đối với những người đầu tư sành sỏi thì cái mức lợi nhuận đấy là cái mức lợi nhuận nó quá thấp, nó thấp. Đấy. Nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta an toàn, chúng ta mua vào chúng ta nó có lợi nhuận là chúng ta an toàn. Đúng không ạ? Dành cho những người gọi là đầu tư, những người cô chú đang có tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng này kia, đúng không ạ? Chúng ta bỏ vào. Đấy. Thì là nó là một cái bài toán nó khá là an toàn. Và sau 5 năm thì chúng ta phải hiểu một điều là sau 5 năm, trong 5 năm đấy thì là chúng ta, ví dụ như chúng ta mà mua những căn hoàn thiện thì chúng ta đã có dòng tiền cho thuê rồi, đúng không ạ? Hoặc là sau 5 năm đấy thì chúng ta nhận nhà, sau 1 năm chúng ta nhận nhà là có khi là chúng ta đã cũng đã là cho thuê hoặc là cho gọi là sinh hoạt ở hay là như nào đấy, nó cũng nhưng mà thực ra là cái bài toán ở đây nó còn, nếu như mà tính ra nó phải còn chi tiết để mà nhìn nhận lại xem là đầu tư nó theo cái phương án nào, chứ không phải đơn giản mà chúng ta cứ còn gọi là chẳng lẽ chúng ta mua vào 5 năm sau chúng ta cứ mua vào bây giờ chúng ta cứ vứt đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là sau 3 năm là chúng ta có thể là sinh lời về dòng tiền rồi, cho thuê được rồi, đúng không ạ? Nó rất nhiều các bài toán. Cho nên là thực ra sau 5 năm là thời gian cũng khá là lâu. Đấy. Hôm nay là chủ nhật cho nên mọi người cũng tới An Nguyên Hồng Motion Park khá là đông. Bãi cát bây giờ vẫn còn sớm, mới có 4:30 rồi chị ạ. 4:30 vừa rồi Thiên Định vừa mới dẫn khách xong. Thì Thiên Định có thời gian Thiên Định quay lại về review cũng như là quay lại cho chị xem. Tầm tầm khoảng 5:30 6 giờ thì sẽ đông hơn, mọi người tới đông hơn. Thì nếu anh chị trong là ai mà có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm Vinhome Ocean Park 3 thì liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhá. Thiên Định chia sẻ là hiện tại là đang được nhận cọc thiện chí, và sắp tới sẽ là nhận cọc chính thức, hiện tại là nhận cọc thiện chí thôi anh chị nhá. Với số lot là 100 triệu cho một căn. Đấy. Mở bán đầu tiên là sẽ là phân khu Thời Đại nha anh chị nhá. Với mức giá dự kiến nó rơi tầm khoảng 123 triệu đến 130 135 triệu đến 160 triệu tùy vị trí nhá. Đấy, những trục đường lớn thì giá nó sẽ cao hơn. Và cái mức giá đưa ra thì nó đang tương đương, nó tương đương xem với giá của Ocean Park 2. Đấy. Thì với cái mức giá này thì chúng ta vẫn có thể đầu tư được. Thì với cái việc cam kết của chủ đầu tư thì nó cũng khá là an toàn. Thì nếu anh chị ta ai quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định, Thiên Định sẽ tư vấn và chia sẻ để chúng ta có thể cái nhìn tổng quát nhất về và cái phân khu nào Thiên Định chia sẻ luôn là phân khu nào mà chủ đầu tư ra hàng ấy, nó sẽ là phân khu đầu tiên càng ra hàng sớm ấy thì là giá của nó sẽ được tốt nhất. Còn những phân khu ra sau thì giá sẽ cao hơn nha chị nhá. Tại vì Ocean Park 3 thì hiện tại là chủ đầu tư vẫn, Thiên Định vừa cũng có thông tin là chủ đầu tư sẽ có bán buôn và bán với cái số lượng bán sĩ. Đấy, bán buôn. Không bán là gọi là sau đấy là cũng sẽ là triển khai là ví dụ như chúng ta có thể mua với số lượng 100 đến 200 căn, 50 căn. Chúng ta có chủ đầu tư cũng sẽ triển khai bán như vậy nha chị nhá. Ai mà có nhu cầu mua nhiều, ôm nhiều thì chủ đầu tư cũng sẽ gọi là hỗ trợ. Đây, ở đây là quảng trường Cá Voi này.
hôm nay quảng trường rất là đông luôn nhá. Nói chung chủ nhật nào thì cũng rất là đông. Và thời tiết thì hôm nay cũng rất là đẹp luôn, cũng không có nắng, không mưa. Với cái thời tiết này thì hầu như là nó khá là thuận lợi để cho chúng ta gọi là check in, vui chơi, đi dạo, chụp ảnh, đúng không ạ? Picnic. Đấy, rất là hay luôn. Mát mẻ, thoải mái rồi nhỉ. Biển nước mặn thì hiện tại hôm nay là không gọi là hầu như mọi người vào tắm hầu như rất ít luôn. À, bắt đầu từ cái thời điểm qua đến tháng 10 ấy thì chủ đầu tư đã dừng các cái chương trình gọi là tri ân rồi. Đấy, cho nên là hiện tại thì là ai chúng ta vào thì chúng ta sẽ mua vé như ngày thường thôi. Cũng không còn voucher để mà vào để mà tắm miễn phí nữa nhá. Mà tất cả bây giờ sẽ là phải vào mua vé. Cư dân thì là 200k một lượt người. Còn đối với không phải cư dân thì là 300k. Sắp tới thì chủ đầu tư sẽ triển khai từ 20 tháng 10 đến 30 tháng 10. Chậm nhất là 30 tháng 10 thì sẽ triển khai phố đi bộ chợ đêm buổi tối. Và thì định tin chắc rằng là lúc đấy thì nó cũng sẽ khuấy động, nó cũng sẽ làm cho khu đô thị của chúng ta nó trở nên nhộn nhịp, đông vui và sầm uất hơn. Chợ đêm được họp từ lúc đầu tối đến 2 giờ đêm thôi chị nhá, 2 giờ tối đêm cơ. Đấy, cho nên nó sẽ sinh hoạt gọi là sinh hoạt chính về ban đêm. Đấy. Và ngoài ra thế thì chủ đầu tư tổ chức rất nhiều các cái tiệc trà show mini, đúng không ạ, trên bãi biển, bãi cát, quảng trường. Đấy, sẽ tạo ra một cái khu đô thị nó sẽ là không ngủ nhau anh chị nhá, tạo một khu đô thị không ngủ. Sắp tới mình chị chúng ta ai là cư dân, ai đang sinh sống tại Vinomotion Park, sắp tới chúng ta hãy chờ để chúng ta tham gia các cái hoạt động gọi là phải nói là quá là tuyệt vời nha anh chị nhá. Đấy, thì định cũng tin chắc rằng là với những cái hoạt động này thì nói chung là nó cũng sẽ làm cho cư dân chúng ta có nơi ăn, nơi chơi, nơi vui vẻ, nơi gọi là hát hò, xem ca nhạc, mua sắm, đúng không ạ? Nó cũng cực kỳ gọi là ấn tượng luôn. Thế thì những cái đấy thì mình đã nghĩ ra từ trước rồi. Đấy, đây ví dụ bên trái của chúng ta đây là chợ đêm này, ở đây là chủ đầu tư sẽ bố trí một dọc này đã bán kiosk rồi, bán những cái xe food truck, bán những cái xe bán hàng di động. Đấy, sẽ làm mỗi dọc trục này. Đối diện bên phải của chúng ta là trung tâm thương mại Vincom này. Như đợt vừa rồi đây thì đã cũng các đại lý đã nhận cọc thiện chí đối với dự án Vinomotion Park 3 rồi. Mỗi đại lý thì cũng đã nhận được khá là nhiều thiện chí rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng chờ những cái mức giá chính thức là chúng ta sẽ gọi là cọc chết thôi. Như vừa rồi thì đại lý của Thiên Định cũng đã nhận được ít nhất phải mười mấy cái thiện chí rồi nha chị nhá. Nói chung là thực ra là đối với Ocean Park 3 thì cái bài toán mà chủ đầu tư cam kết lợi nhuận nó cũng khá là an toàn cho khách hàng hiện tại đang có tài chính tầm 30%, tầm khoảng 3-4 tỷ, đúng không ạ? 2-3 tỷ, 3-4 tỷ cho những cái căn liền kề mà chúng ta bỏ vào với tầm tài chính như vậy thì nó cũng phải được ngân hàng hỗ trợ nữa, rồi được cam kết lợi nhuận nữa, rồi lại cam kết thuê lại nữa. Đấy. Và chắc chắn một điều rằng là những cái căn mà hoàn thiện rồi sẽ được khách hàng lựa chọn và quan tâm nhiều hơn, đúng không ạ? Tại vì những cái căn đấy thì sẽ được áp dụng chính sách chủ đầu tư thuê lại. Đây, lối này là sao biển 11 này, chúng ta sẽ đi quảng trường này. Về cái việc mà thời gian vừa rồi ấy thì các cái căn tại Vinomotion Park 1 chúng ta thì giao dịch thị trường hiện tại thì vẫn giao dịch vẫn khá là chậm thôi chị nha. Đấy, cái lượng giao dịch nó cũng chậm. Đấy, hiện tại thì đang có rất nhiều căn đang chủ nhà đang cực kỳ cần bán và đang bán với mức giá rất là hợp lý. Đấy, nếu mà chị chúng ta quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định
Nói chung là hiện tại ấy, nếu như mà để mà chúng ta mua ở đâu mà đầu tư ở đâu hợp lý nhất thì chắc chắn chỉ Vinhome Ocean Park 1 thôi. Nhưng mà với Ocean Park 1 thì chúng ta, một là chúng ta phải bỏ với số tiền khá là lớn, đúng không ạ? À, với những cái căn hiện tại mà đặc biệt là nếu như không được sự hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng thì chúng ta phải bỏ tiền mặt ra với một cái số tiền rất lớn. Đấy. Nhưng mà gọi là với cái mức giá hiện tại thì Ocean Park 1 đang là mức giá rất là rẻ cho chúng ta có thể là đầu tư trong thời gian này. Ai muốn tự lượng tiền mặt nhiều, tầm loanh quanh tầm từ 15 đến 20 tỷ thì rất nhiều phương án lựa chọn tại dự án Vinhome Ocean Park 1. Đây bên trái là cái khu các cái quầy nướng BBQ, chủ đầu tư làm để tiệc tri ân khách hàng, đúng không ạ? Tiệc nướng hiện tại thì là qua tháng 10 thì chúng ta đã dừng lại rồi nhá. Ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Chúc cô chú chúng ta luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Hãy nhớ nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Thiên Định sẽ cập nhật rất nhiều thông tin về dự án Vinhome Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Nếu anh chị chúng ta có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp, hoặc là cô chú chúng ta thấy có những cái gì hay chúng ta có thể chia sẻ, hoặc là comment, hoặc là cái gì mà chưa đúng, hoặc là còn đang sai và Thiên Định nói chưa hợp lý thì chúng ta có thể là chỉnh sửa cũng như là góp ý giúp Thiên Định nhé. Và Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.